Mình xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Dòng Cù Xây Dựng Huế. Thì đến với kênh Dòng Cù Xây Dựng Huế thì anh em biết bên mình chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm trong xây dựng nha. Thì hôm nay mình giới thiệu đến anh em cái sản phẩm đó là thước đo 6 đoạn. Thì cái thước này á thì anh em chuyên dùng để mà lấy dầu lỗ ống nước nha, ở trong nhà vệ sinh khi mà mình ốp gạch. Và cái sản phẩm này thì nó có gồm có 6 đoạn. Anh em có thể lấy dụng nước hoặc là dùng để đo các góc tường gạch men nhé. Bây giờ mình sẽ bọc ra một cái cho anh em xem nó như thế nào nhé. Đây là một cái thước 6 đoạn. Thì đây thì mình đã bọc ra một cái thế này. Thì cái thước này nó gồm có 6 khúc như thế này nhá. Đây 1 2 3 4 5 6. Thì cái việc đó của mình chỉ có việc là mình sẽ định vị cái lỗ của mình cần đó, rồi mình xiết những con ốc này lại nhá. Thì đối với cái thước này anh em chỉ cần điều chỉnh sao cho nó đúng cái điểm của mình định vị cái lỗ ống nước này. Rồi mình sẽ khóa những con ốc này nha. Mình sẽ khóa lại. Đấy, mình sẽ vặn nó cho nó thật chặt nha. Sau đó mình sẽ đo và đánh dấu ở đây. Thì ở đây nó gồm có 3 vòng của 3 loại ống nha. Thì cái này thì có vòng tròn khoảng tầm 25mm này. Thì cái này chuyển để khoảng lỗ tròn 27. Đây, cái này thì khoảng lỗ 3442 này. Cái lỗ này 49 nha. Nó gồm có 3 cái lỗ nha anh em. Và một cái lỗ vuông. Đây có một cái lỗ vuông. Vuông này dùng để khoảng lỗ điện nha. Rồi thì anh em ngoài công dụng khoáng lỗ thì anh em có thể đo cái góc cạnh ở tường nhé. Cái thước này có thể đo góc cạnh ở tường được nha anh em. Vậy thì bên mình đang bán cái sản phẩm này với giá là 100.000 một cái nha anh em. 100.000 là với một cái thước này là 100.000. Anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với mình qua Zalo hoặc số điện thoại đã ghi mà trên màn hình nhé. Zalo hoặc số điện thoại của mình là 0376743313 nha anh em. Mình xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo nhé. Xin chào nhé.